quý vị, sau một thời gian giảm mạnh những ngày gần đây, giá lúa vụ hè thu 2021 tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng bình ổn và tăng trở lại. Cụ thể giá cả như thế nào? Mời quý vị theo dõi sau đây. Vụ hè thu này nông dân kém vui vì đầu vụ thương lái đặt cọc mua lúa với giá 5.900 đến 6.100 đồng một kg. Nhưng bước vào vụ thu hoạch rộ, thương lái hạ giá 300 đến 1.000 đồng một kg mới chịu mua. Nguyên nhân thương lái nêu ra là do giá gạo xuất khẩu giảm, tuy nhiên gần đây giá lúa không giảm nữa, một số loại lúa còn tăng trở lại khoảng 100 đến 200 đồng một kg, nhất là đối với những trà lúa đẹp, nông dân mới thỏa thuận bán lúa cho thương lái. Tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận như Hậu Giang, An Giang, lúa tươi IR 50404 và nhiều loại lúa OM như OM 380, OM 5451 được nông dân bán cho thương lái ở mức 5.200 đồng đến 5.600 đồng một kg. Trong khi cách nay một vài tuần, giá chỉ có 4.900 đồng đến 5.400 đồng một kg. Các loại lúa thơm, đài thơm 8, nàng hoa 9 và RVT đang ở mức 5.900 đến 6.300 đồng một kg. Giá lúa có xu hướng bình ổn và tăng trở lại do nguồn cung giảm vì lúa hè thu tại nhiều địa phương đã được thu hoạch. Nông dân tiêu thụ hết lượng lúa hàng hóa ngay sau khi thu hoạch. Hiện giá gạo xuất khẩu có giảm so với các tháng trước nhưng vẫn ở mức cao. Đặc biệt gần đây, giá nhiều loại gạo bán lẻ tại thị trường trong nước tiếp tục duy trì ở mức khá cao so với cùng kỳ các năm trước. Vụ hè thu năm 2021, thành phố Cần Thơ gieo trồng được 75.194 hecta lúa và đến nay đã thu hoạch gần dứt điểm. Năng suất ước đạt 56,26 tạ một hecta, thấp hơn 4,77 tạ một hecta so với cùng kỳ.